Chào, mình là Thảo My. Đối với mình thì bố Tiến là người thầy đầu tiên cũng như là người đầu tiên đã đưa mình tới bộ môn golf. Sau rất nhiều năm gắn bó với cả bộ môn golf này thì cũng là từng ấy năm mà bố đã đồng hành cũng như là luôn luôn ủng hộ, luôn luôn là cái nguồn động lực cho mình phát triển sự nghiệp cũng như là phát triển như là một vận động viên trong bộ môn này. Mình là Đoàn Uy, mình đến từ Hà Nội. Bố đã là người truyền cảm hứng về gôn cho mình cũng như các chị gái của mình. Và bố luôn là người đồng hành cùng mình trong cuộc sống và gôn. Nhân dịp này của bố thì con cũng chỉ muốn chúc bố có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Con mong là bố sẽ luôn cùng hai anh em đồng hành trên con đường sự nghiệp, và ba bố con cùng có một đam mê đó chính là thể thao, thì con luôn luôn mong ước là bố có nhiều sức khỏe để có thể luôn chơi thể thao được này, và cũng như là luôn ở bên hai anh em và đồng hành cùng hai anh em trong suốt chặng đường còn lại. Nhân ngày của bố, mình muốn gửi lời cảm ơn đến sự nỗ lực và cố gắng của bố để luôn là điểm tựa của mình và gia đình. Mình luôn yêu bố và mình sẽ luôn cố gắng hết mình trong cuộc sống, và cảm ơn Golf News đã cho mình cơ hội để chia sẻ.